Chị nói thật á? Thật sự chị muốn kết hợp cùng em à? Mà đúng hơn là hợp tác. Chúng ta sẽ kết hợp mở một trung tâm. Em sẽ phụ trách quản lý và tư vấn khách hàng. Còn chị thì sẽ phụ trách mảng chăm sóc sắc đẹp. Từ lúc đọc bản kế hoạch của em, thấy em tập trung về phân khúc phái nữ, chị đã nảy ra ý tưởng này. Mà em có biết là phụ nữ bọn chị sợ nhất là điều gì không? Như mẹ của em thì lúc nào cũng sợ em không lấy được vợ. Phụ nữ bọn chị không sợ ế, chỉ sợ béo và già thôi. Cho nên chúng ta sẽ kết hợp bán gói chăm sóc làm đẹp từ trong ra ngoài. Em thấy thế nào? Thật sự vốn của em cũng không có nhiều chị ạ. Cho nên cái quy mô mà chị vừa nói, em sợ là em không đủ lực. Có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Có chị ở đây rồi, lo gì? Nào, chốt nhá. Vâng ạ. Hợp tác thành công nhá. Dạ. Mình đã làm được. Mẹ này, con có tin vui đấy. Tin gì thế? Vừa có một chị đồng ý kết hợp mở trung tâm với con. Ai thế? Con đáng tin không? Mẹ yên tâm, chị này là một doanh nhân, cũng là học viên yoga của con nữa. Bọn con sẽ mở trung tâm fitness này, kèm theo đó là chăm sóc sắc đẹp. Nghe được đấy. Nhưng mà phải tìm hiểu cho kỹ đấy. Con biết rồi. Mẹ cũng có tin vui cho con đấy. Mẹ mượn được tiền cho con. Chỗ này là 1 tỷ. Cầm lấy. Mấy hôm nữa mẹ rút nốt cái sổ tiết kiệm. Thế là gần đủ cho con rồi. Con cảm ơn mẹ. Cố lên. Bây giờ lên phòng cất đi. Nhớ cất cho kỹ đấy. Vâng ạ. Đàn ông mà suốt ngày bám váy mẹ như mày thì làm nên cơm cháo gì? Đàn ông gần 30 tuổi đầu mà còn mở miệng ra vay tiền của mẹ. Kìa anh, em đã nói với anh, việc này con nó không biết là do em mà. Em đừng có bênh nó. Bênh nó thành cái gì rồi em có biết không? Kém cỏi, vô tích sự. Mẹ anh vì anh mà phải vay tiền người ta. Vì anh mà nói dối cả tôi đây này. Anh có giỏi ấy, thì anh ra ngoài đường mà lập nghiệp. Có giỏi ấy, thì ra ngoài mà ở. Bố không phải đuổi đâu ạ. Con sẽ ra ngoài cho bố vừa lòng. Kìa Tú. Em không phải gọi nữa. Có lớn mà không có khôn. Kiều Tú, con đi đâu? Bố tính nóng thì mới nói vậy. Con đừng có để bụng. Nhưng mà ở nhà con bí bách lắm mẹ. Con sẽ ra ngoài sống một thời gian. Nếu mà mẹ thương con, để con đi đi. Nhưng mà mẹ gửi số tiền này cho người ta nhé. Tú còn lại để con chuyển khoản sau ạ. Con đi đây. Tại sao lại không làm nữa? Em coi chị là trẻ con à? Em cũng không muốn vậy đâu ạ. Bởi vì có một số chuyện cá nhân hơi tế nhị, cho nên em không tiện nói. Thôi bây giờ như này nhá. Đằng nào thì chị em mình cũng đã đặt cọc tiền mặt bằng rồi. Bây giờ chị bỏ phần nhiều, em có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu. Như vậy có được không chị? Sao lại không được? Lợi nhuận của trung tâm sau này thì cứ chia theo tỷ lệ góp vốn. Chứ bây giờ đang làm này bỏ dở giữa chừng ấy, chị thấy tiếc lắm. Vâng, vậy cũng được ạ. Chị nói này, làm gì thì làm, quan trọng nhất là không được nhụt chí và bỏ dở giữa chừng. Thôi, để chị bảo soạn lại hợp đồng góp vốn giữa hai chị em, rồi đưa cho em ký sau. Vâng ạ. Chị về trước nhé. Dạ vâng ạ.